Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và đây là bài viết Một quan sát nhỏ có thể cho bạn biết nhiều điều về một ai đó của tác giả Yami K đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. Tôi cố gắng không đánh giá mọi người quá khắt khe hay quá nhanh chóng. Tất cả chúng ta đều có những ngày thật tuyệt vời hay quá tồi tệ. Đôi khi một người chỉ đang không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Bạn không bao giờ biết được điều gì đang xảy ra với một ai đó khi bạn đang tương tác với họ, đặc biệt là trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng có những điều tự nó sẽ nói lên nhiều thứ. Có những điều dường như rất nhỏ nhưng có thể cho bạn biết khá nhiều về một người nào đó. Bạn có thể nhận ra những dấu hiệu này trong vài giây. Mặc dù chúng ta không chủ động quan sát từng tí về một ai đó và sử dụng điều này để đánh giá tính cách con người, nhưng tôi tin rằng đây là một kỹ năng sống hữu ích. Tôi có một quy tắc để đánh giá những hành vi dễ dàng nhận được sự chú ý. Tôi sử dụng quy tắc này để có cái nhìn sơ lược về tính cách của một ai đó, về lòng tự trọng của họ hay các mối quan hệ và có thể là mọi thứ. Vậy quy tắc đó là gì? Tôi cẩn thận theo dõi cách một ai đó đối xử với những người này. Tôi rất chú ý đến cách mọi người đối xử với nhân viên phục vụ. Cho dù đó là người phục vụ tại nhà hàng hay nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi, tôi luôn liên tục theo dõi cách một ai đó tương tác với họ. Những người đó có thân thiện với nhân viên phục vụ hay không? Hay là họ gạt bỏ họ và chỉ đơn giản là ra lệnh hoặc bắt các nhân viên phục vụ theo yêu cầu của họ? Những người này có thô lỗ với các nhân viên không? Một điều chắc chắn rằng chúng ta, những con người, sẽ luôn có những ngày tuyệt vời cũng như những ngày cực tồi tệ. Nhưng tôi vẫn đánh giá những người tách bạch những ngày tồi tệ của họ khi đang tương tác với những người xa lạ, nhất là những nhân viên phục vụ. Làm thế nào để một ai đó xử lý một tình huống như món ăn của họ ra trễ tại một nhà hàng? Họ đưa ra yêu cầu như thế nào? Họ đối xử với nhân viên phục vụ một cách đàng hoàng hay như những người phục vụ chỉ riêng cho họ? Tôi hoàn toàn tin tưởng về quy tắc này. Nếu tôi có một bữa trưa với đối tác kinh doanh tiềm năng của mình và họ đối xử với các nhân viên phục vụ không tốt, tôi sẽ ngừng chuyện làm ăn này lại. Tôi chú ý đến cách mọi người trong cuộc sống của tôi tương tác với các nhân viên dịch vụ. Và tôi thường dùng cách này để xác định mức độ tôi có thể tin tưởng hoặc muốn làm việc với những người đó. Chúng ta không cần phải tỏ ra cực kỳ vui vẻ, lịch sự hay quá tốt đẹp. Nhưng chúng ta nên đối xử với các nhân viên phục vụ như một con người. Và sẽ tốt hơn nếu chúng ta luôn cố gắng để cho họ thấy họ cũng được và nên được tôn trọng. Hãy cùng xem lý do tại sao đây là một thông tin quan trọng về tính cách của một ai đó nha. Quan trọng là ở chỗ một ai đó đối xử với những người không thể mang lại lợi ích cho mình như thế nào. Ai cũng có thể đối xử tử tế với ai đó nếu điều đó mang lại lợi ích cho chính mình. Giống như ví dụ ở trên, người muốn làm ăn với tôi sẽ đối xử tử tế với tôi vì họ muốn thỏa thuận với tôi để kiếm tiền. Nhưng tại sao tôi lại làm việc với một người chỉ đối xử tốt với mọi người khi điều đó hiển nhiên có lợi cho họ? Điều này cho thấy sự thiếu chính trực và tôi không muốn hợp tác với những người kinh doanh mà lại thiếu đi sự chính trực. Cũng không phải quá nghiêm trọng đến vậy. Đôi khi người ta thô bạo hay thô lỗ với nhân viên phục vụ không phải vì họ ác ý, nhưng đối với tôi, điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Kiểu như là thêm một bước gần hơn trong việc một ai đó xem những nhân viên phục vụ như những người hầu. Hoặc tệ hơn là người ta không chỉ đối xử với những nhân viên phục vụ như những người hầu mà xem họ như thể thậm chí họ không tồn tại. Dấu hiệu này minh chứng cho việc có quyền lực trong tay có khiến ai đó đánh mất con người mình hay không. Khi tương tác với nhân viên phục vụ, một người nào đó có thể xem như có toàn bộ quyền lực. Vì chúng ta là khách hàng, chúng ta gần như là thượng đế. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể yêu cầu nhân viên phục vụ làm gần như mọi thứ chúng ta muốn. Tôi biết, bạn biết, chúng ta đều biết. Nếu bạn đã từng làm việc trong vai trò nhân viên phục vụ, chắc chắn bạn đã trải nghiệm điều đó. Một khách hàng có quyền phàn nàn vì điều gì đó đến mức mắng mỏ các nhân viên. Tôi đã trải nghiệm điều này rồi. Chính khoảnh khắc này là lúc một ai đó cho thấy họ có khả năng kiểm soát quyền lực hay không. Nếu không, họ không phải là người an toàn.
nếu một ai đó cảm thấy mình nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày và nếu họ không thể kiểm soát quyền lợi, khả năng cao là họ sẽ tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này để có thể khiến người khác tuân phục. Đây có thể là một người đang khao khát vị trí lãnh đạo nhưng chưa có được, hoặc đây chính là một dạng lãnh đạo vì sự bất an của chính mình nên hay nạt nộ cấp dưới. Dù thế nào đi nữa, những người không thể kiểm soát được quyền lực đang có chắc chắn sẽ không thể tin tưởng được. Tích cực thì đây là một dấu hiệu của sự tự trọng, chính trực và hiểu biết xã hội. Kiểu nhà lãnh đạo mà chúng ta yêu thích là những người có xu hướng rộng lượng một chút. Họ tự tin và thu hút sự chú ý thông qua việc có những hành vi nhẹ nhàng, điềm tĩnh, mang sắc thái tích cực thay vì tiêu cực. Bất cứ khi nào tôi bắt gặp một ai đó luôn trò chuyện với nhân viên dịch vụ, tôn trọng họ, đối xử với họ như một con người, đôi khi là cho họ thiền thiết, tôi sẽ luôn quan sát cách họ cư xử thế nào, tập trung kiểm soát chính mình thế nào và đánh giá cao họ hơn là những người luôn dìm các nhân viên xuống. Tôi luôn đánh giá cao một người tôn trọng người khác, bất kể vị trí của bản thân và cuộc sống, và làm điều đó một cách tự nhiên. Thông thường, những người có xu hướng đối xử tốt với nhân viên phục vụ đều đã hoặc đã từng là một nhân viên phục vụ. Điều này có nghĩa là họ đã hoàn thành những công việc đòi hỏi cao, phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc với khách hàng. Đó là một kỹ năng hữu ích. Tôi tin tưởng những người như vậy sẽ trở thành một nhà lãnh đạo giỏi vì đã từng làm ở các vị trí thấp hơn trong công ty. Tôi cảm thấy rằng tất cả các công dân của đất nước này nên làm việc với vai trò nhân viên phục vụ trong vài năm thì xã hội của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Tôi có đang làm quá về một điều nhỏ nhặt như thế này không? Quan điểm của tôi là việc một ai đối xử như thế nào với các nhân viên phục vụ có thể không cho bạn biết mọi thứ về ai đó, nhưng nó nói cho bạn khá nhiều điều về tính cách của con người này. Còn bạn thì sao? Có mẹo nào thì bình luận dưới bài viết nha. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thiên.